Sau khi trình quốc thư lên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam, Đại sứ Mỹ Mark Knapper đã vừa có những chia sẻ về cảm xúc của ông. Xin chào quý vị và các bạn. Tôi là Mark Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Tôi và gia đình rất vui mừng và vinh dự được quay trở lại Việt Nam, nơi chúng tôi đã từng làm việc cách đây 15 năm. Ông Knapper đã đánh giá sự chuyển đổi quan hệ Việt-Mỹ từ mối quan hệ song phương thành mối quan hệ hữu nghị và quan hệ đối tác toàn diện thật đáng kinh ngạc. Tôi vinh dự được Tổng thống Biden trao cơ hội quay trở lại Việt Nam và tiếp tục công việc quan trọng mà hai quốc gia chúng ta đang cùng nhau thực hiện, đồng thời phát huy hơn nữa những nỗ lực của rất nhiều người dân ở cả hai quốc gia chúng ta. Hai bên hiện đang cùng nhau hợp tác để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng sau chiến tranh một cách có trách nhiệm, mở rộng thương mại song phương, duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Tôi rất phấn khởi khi được ở đây làm việc với các bạn để ủng hộ một Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.